cái đây kính thưa quý đại biểu, khách quý, toàn thể các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi thân mến, thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Công Tro lần thứ 8 nhiệm kỳ 2022-2027, kế hoạch số 22 ngày 21/2/2023 của Ban Thường vụ huyện đoàn về tổ chức các hoạt động tháng thanh niên năm 2023 và kế hoạch phối hợp số 1 ngày 22/2/2023 giữa Ban Thường vụ huyện đoàn và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện về việc tổ chức triển lãm các vật dụng truyền thống dân tộc Ba La và liên hoan cổng chiêng hát dân ca thanh thiếu nhi lần thứ 5 năm 2023, tiếp tục chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931, 26/3/2023 và 35 năm thành lập huyện Công Tro 30/5/1988, 30/5/2023. Được sự cho phép từ trực huyện ủy, huyện đoàn phối hợp với ngành văn hóa thông tin và thể thao huyện, xin lỗi, văn hóa thông tin huyện tổ chức liên hoan cổng chiêng hát dân ca và triển lãm các vật dụng truyền thống dân tộc Ba La, đó chính là lý do của đêm liên hoan ngày hôm nay. Kính thưa các đại biểu, về dự lễ khai mạc hôm nay,